Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Alimetina. Trong tập 6 phần 5 của Học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã cùng các học sinh năm 1 đánh bại được Hắc Sát đội năm 3 do Sa Thiết cầm đầu chỉ huy. Thì Tiêu Viêm đã chia hỏa năng cho nhóm năm 1 ổn thỏa. Và học sinh năm 1 đã nghe lời Tiêu Viêm di chuyển vượt qua chỗ Bạch Sát đội năm 3 của La Hầu. Nên gần 50 học sinh năm 1 đã chạy bộ bằng hai cẳng chân và đã va chạm với Bạch Sát đội ngay sau đó. Chuyển sang tập 7 phần 5 của Học viện Già Nam, thì La Hầu tất nhiên không cho nhóm học sinh một đi qua. Vì vậy Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hồ Giang, Ngưu Hạo cũng đã bật đấu khí chuẩn bị lao vào đánh La Hầu. Bên Bạch Sát đội La Hầu đã chỉ huy như sau: Han sẽ là người cân một lúc 4 người nặng khoảng 120 cân Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hồ Giang, Ngưu Hạo. Còn 4 người trong Bạch Sát đội đi về đánh những học sinh năm 1 còn lại. Lúc này tại một chỗ cuối khu rừng đầu nội viện Học viện Già Nam, Khách trưởng lão và Tô trưởng lão kèm theo các học sinh năm 2, năm 3 đang quan sát xem trận đấu giữa học sinh năm 1 và năm 3 Bạch Sát đội. Hiện tại nhóm Tiêu Viêm đã lao đánh với Bạch Sát đội ngay cửa nội viện Già Nam học viện. 4 học sinh năm 3 bên Bạch Sát đội đã lôi ra mỗi người trên tay cầm một gậy sắt khoảng 1,5m. Đã đứng trước mặt ngăn cản gần 50 học sinh năm 1 làm phiền trận đánh giữa La Hầu đang đối đầu với Tiêu Viêm, Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia. Tiêu Viêm đã vác kiếm cùn Huyền Trọng Xích chém ra kiếm khí cùng Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo cũng tạo ra khí bắn vào La Hầu đang trước mặt. Nhưng La Hầu đã lấy cây gậy sắt 1,5m của mình ngăn cản dễ dàng 4 đạo kiếm khí của nhóm Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm cầm con sắt Huyền Trọng Xích cùng với Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo tiếp cận 4 hướng lao vào đánh La Hầu cùng một lúc. Thì La Hầu đã tạo ra sương mù hạn chế tầm nhìn đối thủ từ đấu khí băng của mình. Tay thì cầm gậy sắt phá giải 4 hướng tấn công của nhóm Tiêu Viêm. Bởi vậy Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia đã quay trở lại chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Họ đã nhận thức ra là tên La Hầu này phòng thủ mạnh quá. Trở lại với Tô Tiếu năm 2 cùng với Sa Thiết năm 3 đang ngồi bên trong nội viện Già Nam quan sát trận đấu. Thì Tô Tiếu có thảo luận với Sa Thiết là trận đánh bên năm 1 nên đánh nhanh thắng nhanh, không thì khoảng 20 phút nữa sẽ vỡ trận thua thôi. Nhưng Sa Thiết đang rất tin tưởng trong người Tiêu Viêm có con lửa màu xanh có thể khắc chế được băng hệ đấu khí của La Hầu. Trở về với trận đánh, Tiêu Viêm hiện tại đã đưa ra phương án là Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo cố gắng ngăn cản La Hầu một khoảng thời gian. Và Tiêu Viêm đã vứt con sát Huyền Trọng Xích cắm xuống mặt đất, còn mồm cắn kẹo phun ra tử hỏa màu tím trên tay, còn tay bên kia cho ra dị hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lúc này Tô trưởng lão và Khai trưởng lão đang ngồi dựa ghế thấy Tiêu Viêm lôi ra dị hỏa thì họ đã phải bật dậy nhìn Tiêu Viêm và trách tên phó viện trưởng ngoài viện Hổ Kên là không cho biết thông tin Tiêu Viêm có dị hỏa. Lúc này La Hầu thấy tình hình không ổn về ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm đang bắt đầu cho tử hỏa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dung hợp. Hắn đã lao vào tấn công ngăn cản Tiêu Viêm đang định làm cái gì. Thì Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo đã bảo vệ Tiêu Viêm trước đòn tấn công của La Hầu. Nên Tiêu Viêm đã dung hợp thành công quả bom tiểu Phật Nộ Hỏa Liên trên tay từ tử hỏa và dị hỏa. Và gọi ba người Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo dừng tay tránh ra một bên không cần đánh với La Hầu làm gì nữa. Tiêu Viêm đã ném quả bom tiểu Phật Nộ Hỏa Liên vào người La Hầu. Vì vậy La Hầu tay cầm gậy sắt trên người tạo ra lớp phòng thủ bằng băng để chuẩn bị ôm quả bom Phật Nộ Hỏa Liên của Tiêu Viêm xem mạnh không. La Hầu hiện tại đã ôm bom thành công, nhưng cây gậy sắt của La Hầu đang cầm trên tay đỡ Phật Nộ Hỏa Liên nóng quá, nên hắn đã vứt khỏi tay. Và pha ôm bom Phật Nộ Hỏa Liên của La Hầu đã tạo ra vụ nổ cực lớn sập hết cả sân. Điều này khiến các học sinh như Sa Thiết, Tô Tiếu kèm theo các học sinh đang có mặt, hay Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia đều không tin được Tiêu Viêm tạo ra vụ nổ lớn như thế này. Thậm chí các học sinh khác hiện tại đang quan tâm La Hầu đâu rồi, không biết có phải đưa vào bệnh viện huyện của nội viện Già Nam cấp cứu không. Thì La Hầu đã xuất hiện không bị làm sao cả. Hóa ra là Tô trưởng lão đã đích thân chạy đến ngăn cản quả bom Phật Nộ Hỏa Liên, không thì tên La Hầu có mà được chuyển vào bệnh viện là cái chắc. Lúc này Tô trưởng lão cũng tuyên bố năm nay học sinh năm 1 giành chiến thắng cuộc thi hỏa năng và khiến anh em năm 1 hò hét nhảy múa múa quạt ăn mừng. Còn các học sinh năm 2, năm 3 nội viện không thể tin nổi truyền thống đi đám học sinh năm 1 lại thất bại. Hiện tại Huân Nhi đến hỏi thăm Tiêu Viêm có bị làm sao không, hay Hổ Gia, Ngô Hạo cũng đến xem tình hình. Thì Hổ Gia đã chấp nhận Huân Nhi dùng mắt nhìn Tiêu Viêm làm người lấp khoảng trống bạn trai chuẩn phết. Thì tên La Hầu đã phát biểu là Bạch Sát đội chưa thua cho học sinh năm 1. Tất nhiên Tô trưởng lão đã phán xét cho học sinh năm 1 thắng, còn La Hầu nói nữa cho lên phường. Và trước ông không ra tay ôm thay quả bom Phật Nộ Hỏa Liên của Tiêu Viêm thì chắc giờ này La Hầu đang được mở alo nói tiếp. Vì vậy La Hầu không còn ý kiến gì nữa. Ngoài ra Tô trưởng lão cũng cho mỗi học sinh năm 1 thêm 20 ngày hỏa năng. Còn 4 người Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo được thêm 30 ngày hỏa năng và một thẻ hỏa tinh tạp màu xanh. Tô trưởng lão cũng giải thích cho mọi người hiểu là trong nội viện sẽ được chia làm 5 loại từ thấp đến cao.
thấp nhất là thẻ màu đen, thứ hai là thẻ màu xanh nhạt, thứ ba là thẻ màu xanh, thứ tư là thẻ màu đỏ và cao nhất là thẻ màu tím. Mà thẻ màu xanh của Tiêu Viêm đang cầm tương ứng với 300 ngày hỏa năng. Sau đó thì mọi người đã đi theo Tô trưởng lão tiến vào nội viện. Lúc này hai trai Tiêu Viêm Ngô Hạo cùng với hai mái huân nhi hổ gia đã được Tô trưởng lão sắp xếp ở chung tại một ngôi nhà. Và khiến Ngô Hạo nghĩ là được ngủ chung giường với Tiêu Viêm và Ngô Hạo thì mệt lắm. Thì Tô trưởng lão cũng nói có rất nhiều phòng nên mỗi người sẽ một phòng. Và ông có hỏi về đồng đội thứ 5 Bạch Sơn đâu mà không thấy. Thì hổ gia nói với Tô trưởng lão là Bạch Sơn thấy hắc sát đội mạnh quá nên đã bê người chạy đi một mình rồi. Vì vậy Tô trưởng lão cho 4 người Tiêu Viêm sống tại ngôi nhà này, còn Bạch Sơn thì được gạch khỏi danh sách. Ngoài ra Tô trưởng lão cũng nói thêm về các học sinh khóa trên là họ đều có lãnh thổ hoạt động bang phái riêng, nên nhóm Tiêu Viêm đừng có manh động gây gổ cãi nhau, không thì bị lôi ăn đấm ngoài vệ sinh đó. Sau đó Tô trưởng lão đã thấy trời gần tối nên không làm phiền 4 người nữa. Nhưng trước khi đi ông còn nói thêm là nội viện muốn tu luyện thì hãy dùng tiền hỏa năng mua chỗ ở phần thiên luyện khí tháp. Còn muốn mua sách công pháp đấu kỹ thuốc thang dùng hỏa năng mua. Và hết hỏa năng thì có thể đi đấm nhau trên võ đài thi đấu trường kiếm hỏa năng. Sau khi Tô trưởng lão đã quay xe đi về hẳn, Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo đã mỗi người một phòng. Ở trong phòng Tiêu Viêm ngồi khoanh chân khôi phục lại trạng thái sung mãn sức khỏe. Ngoài ra Tiêu Viêm cũng lấy con rắn chưa làm thịt băm chả thất thải Thâu Thiên Mãng ra đút cho nó ăn một ít thức ăn để lớn. Lúc này thì Dược lão cũng xuất hiện. Dược lão đã nói với Tiêu Viêm là ông vẫn chưa tìm ra dị hỏa vẫn lạc tâm viêm đang rút bụi ở vị trí nào trên bản đồ. Nhưng ông vẫn ngửi ra một ít mùi của dị hỏa đang thơm phức ở vị trí hướng bắc nội viện già nam. Nên có thời gian Tiêu Viêm hãy chạy đến xem thử. Tất nhiên Dược lão cũng nói thêm với Tiêu Viêm, ông cũng không dám lang thang xuất hiện trong nội viện già nam đâu, vì sợ mấy ông trưởng lão tìm ra. Thậm chí Tiêu Viêm hãy yên tâm ở bên trong đây cày cấp đi. Người hồn điện cũng không xuất hiện lôi cổ trong nội viện già nam đâu. Chuyển đến sáng hôm sau, Tiêu Viêm ra đại sảnh thì gặp được Huân Nhi đang khép háng ngồi đọc sách. Huân Nhi nói cho Tiêu Viêm hai người Hổ Gia và Ngô Hạo vừa đạt đến 7 sao đại đấu sư, nên Hổ Gia Ngô Hạo mới tờ mờ sáng sớm đã đi lên võ đài đấm nhau thử. Lúc này Tiêu Viêm cũng hỏi Huân Nhi trình độ là bao nhiêu, thì Huân Nhi nhà đang có hai người cũng tự nhiên nói cho Tiêu Viêm là cô ấy đang là 7 sao đại đấu sư. Trải qua cuộc thi săn hỏa năng nên khoảng 3-4 ngày nữa tới tháng là Huân Nhi đạt đến đại đấu sư 8 sao. Thì lúc này Hổ Gia Ngô Hạo xuất hiện chạy vào. Hổ Gia cũng nói một sự việc cho mọi người nghe qua là học sinh năm 1 đang đứng ngoài cửa muốn gặp Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm đồng ý cho học sinh năm 1 vào nhà xem có chuyện gì. Hiện tại A Thái cầm đầu đám học sinh năm 1 cũng nói với Tiêu Viêm, mới sáng các đàn anh chị năm 2 đã đến dẫn người thu thuế mỗi học sinh năm 1, nên mỗi học sinh năm 1 đều đóng 2 ngày hỏa năng cho bọn họ. Nhưng mà học sinh năm 1 đã bị các anh chị khóa trên khác cũng đến chấn lột mất 3 lần rồi, nên lần này nhờ Tiêu Viêm ra mặt giải quyết vấn đề này. Vì vậy Tiêu Viêm đã cho A Thái một câu trả lời là mọi người đi về tập hợp học sinh năm 1 tại một chỗ. Lúc nữa hắn sẽ đi cùng mọi người xem mặt mũi đàn anh chị ở đây như thế nào mà hổ báo vậy. Sau khi A Thái rời khỏi khu vực của Tiêu Viêm đã đi tìm học sinh năm 1 của mình tập hợp lại một chỗ. Lúc này Tiêu Viêm có hỏi qua ba người Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo hãy đi ra ngoài xem sao, thì họ đều đồng ý quan điểm của Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo đã di chuyển xem tình hình. Nhóm Tiêu Viêm đang lang thang trong một khu vực thì họ đã gặp đám học sinh năm 1, năm 2, năm 3 đang túm tụ một chỗ. Nhưng có điều A Thái cùng một số học sinh năm 1 đang bị 8 anh chị khóa trên chặn đường xin hỏa năng. Tất nhiên A Thái cùng một số học sinh năm 1 không đưa, nên đã bị anh chị khóa trên dọa trong muốn ăn đấm. Do trong nội viện có quy định khác với ngoại viện là học sinh có thể đánh nhau mọi nơi nhưng không giết người là được. Lúc này Tiêu Viêm đã lên tiếng giúp A Thái và đám học sinh năm 1. Thì đám anh chị khóa trên hiện tại cũng nghe Tiêu Viêm đánh được cả La Hầu năm 3, nên họ cũng nói chuyện sơ qua với Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm chỉ đưa ra câu trả lời duy nhất, 49 học sinh năm 1 ở chỗ này sẽ lao lên đánh tập thể. Do đó mấy anh chị khóa trên nói là người của bang Thanh Sơn. Thì Tiêu Viêm không quan tâm vác con sát huyền trọng xích trên tay, một là cút, hai là bị ăn đấm không nói nhiều. Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo tiến lên một bước thì đám anh chị khóa trên lùi lại một bước. Sau đó thì đám anh chị khóa trên cũng không dám bật mà chuột là thượng sách. Tiêu Viêm hiện tại cũng nói luôn với các học sinh năm 2, năm 3 đang còn ở đây là học sinh năm 1 sẽ không đóng hỏa năng cho ai nữa, mong mọi người bỏ qua cho học sinh năm 1. Hiện tại A Thái năm 1 đã đến cảm ơn Tiêu Viêm và nhờ Tiêu Viêm hãy thành lập bang phái có lãnh thổ riêng. Ngoài ra A Thái cũng kể về nội viện có rất nhiều bang phái hay cách kiếm hỏa năng,
Do hắn có vài người bạn tiến vào nội viện trước cho biết thông tin. Vì vậy chỉ cần Tiêu Viêm đứng lên thành lập một bang phái, thì A Thái đảm bảo Tiêu Viêm sẽ thành công về thu nhận học sinh năm 1. Thậm chí A Thái còn nói nội viện khoảng 1.000 người đang sống, và giải thích vì sao nội viện mỗi năm chỉ nhận 50 người mà lại đông đến thế. Là do các trưởng lão đi ăn chơi hát lượn karaoke bên ngoài thấy người nào đó vừa mắt, nên cho họ làm thử thách và nhận làm đệ tử thông qua, nên cũng được vào nội viện học tập. A Thái còn nói thêm là bang Thanh Sơn lúc nãy thuộc hạng bình thường trong học viện, thành viên chỉ có hơn 20 nhân khẩu mà thôi. Lúc này Tiêu Viêm cũng chỉ thích đi lẻ, không thích thành lập bang phái lắm người. Thì Huân Nhi đã lên tiếng là hãy thành lập bang phái theo lời A Thái. Vì vậy Tiêu Viêm cũng dạy gái mà nghe lời Huân Nhi thành lập bang phái. Và Tiêu Viêm là người đứng đầu nên đã lấy cái tên là Bản Môn. Thì đám học sinh năm 1 đang có mặt ở đây đều chấp nhận vào Bản Môn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.